Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vua hải tặc. Và hiện tại thì mình đang trên đường để chúng ta tìm thêm những cái con tàu lý tưởng để có thể làm cái nơi định cư mới. Nhưng mà khoan. Mấy thanh niên này định đi truy nã mình à. Thì ra các ngươi chọn cái chết, đợi mình xíu. Thủ tiêu luôn. Đâu rồi, tên đội trưởng hải quân rồi. Đội trưởng hải quân nè. Cô máu gì đội trưởng hải quân luôn. Cho nghe nhạc nè. Giỡn mặt hả? Đâu rồi? Đây, hắn đây. Hắn bị đóng băng rồi. Cho hắn ném mùi sức mạnh. Kiếm thuật mới của mình. Ủa sao hắn trâu vậy? Ui, thanh niên này cực kỳ trâu nha. Này thì trâu nè. Càng ngày thì các bạn cũng thấy rồi đó, sức mạnh của những cái tên đội trưởng hải quân đi truy nã mình ngày càng tăng. Thành thử ra mình cần phải nhanh chóng kiểu như là học cho xong cái kiếm pháp này mới được, để mạnh hơn để mình còn đối đầu nữa. Rồi gần đây lại có thêm một cái động bàn tơ nè. Được, chúng ta sẽ vô động bàn tơ để kiểm tra cái ha. Coi coi đây. Thường thì trong đây sẽ có thêm một vài loại khoáng sản cho mình á. Bên cạnh động bàn tơ thì còn có một cái tổng bộ hải quân nữa nè. Chà, được quá ta. Nhưng mà trước khi qua bên đó thì để mình vô cái tòa tháp này cái đã. Kiếm thêm một số cái món đồ tăng sức mạnh cho mình. Còn có táo vàng nữa cơ. Đây, mấy cái này thì khi mình có nhiều stack thì nó sẽ cộng dồn lên đó. Nên cũng khá là ok la đấy. Thằng này thì sao? Thằng này thì có thêm cái Rose Burger nè. Có gấu bông đâu nữa. Có thêm bản đồ. Mình nghi cái bản đồ này nó bịp mình quá à. Lần trước cũng cái bản đồ này mà mình đạo trúng cái hang rộng nè. Không biết lần này thì sao ha. Rồi, giờ thì mình coi bản đồ gần mình không. Wow, có vẻ nó ở ngoài biển lần á. Nhưng mà để mình qua cái tổng bộ hải quân trước rồi đã. Rồi sau đó chúng ta đi tìm bản đồ sau luôn. Dù sao thì mình cũng đang tìm biển mà. Ui dù, mấy thanh niên này cầm súng. Láo tét thiệt. Cho nó biết kiếm pháp của mình. Giờ kiếm pháp mình hơi bị mạnh rồi đó. Còn đằng dưới thì sao? Ê, Có rồng. Con rồng thì ra ngươi chọn cái chết. Ui, hai con rồng là ngay sau á. Ở đâu vậy? Không ổn tí nào. Để mình xử nốt con rồng này cái đã, không một hồi nó phá hết mấy cái rương của mình á. Cái con rồng này nguy hiểm lắm. Này thì rồng nè. Mình đờn cho nó nghe luôn. Như nào? Cho nó vô lốc xoáy luôn. Bay đi cưng. Bay xa thiệt là xa nha. Để xem coi nó chịu nổi một đòn lốc xoáy của mình hay không. Đó. Chống cự hả? Đánh chiếm tổng bộ mà cũng không yên với cái con rồng này nữa. Rồi, bây giờ thì trở lại cái tổng bộ hải quân này. Hên là nó chưa có phá hủy ở cái tầng trên đó. Cái đường số đội trưởng hải quân đứng đây làm gì? Canh me canh chua để ám sát người ta à? Nguy hiểm thiệt. Rồi, rương này thì có thư truy nã với thịt vua biển các thứ đâu nè. Bên này thì có một cái rương gỗ. Mở màn thuận lợi. Còn mấy cái đá này nữa nè. Cái đá này thì ui ôi. Mình cầm trên người là mình sẽ bị mất năng lực trái quỷ á. Khá là nguy hiểm luôn. Cái chất liệu làm nó khá là giống cây còng mà lần trước mình nhặt được á. Tốt, mang về luôn. Mặc dù cái đó nó khắc chế mình nhưng mà mình vẫn mang về để sưu tầm ha. Còn giờ thì lại có thêm đội trưởng hải quân. Lão tét. Dùng kiếm pháp để mình tiêu diệt hắn. Cho hắn nghe nhạc các thứ rồi. Đóng băng. Đó, thấy chưa? Mặc dù mình đã đóng băng nhưng mà mấy tên này vẫn đủ sức mạnh để có thể chống cự lại mình á. Ghê lắm. Với lại một phần là mình bị lắc game mà nên mình quýnh không được. Bị lắc nữa rồi. À đây rồi, hết lắc rồi. Tới số. Hết lắc là người tới số. Lâu nó lắc mấy pha cũng nguy hiểm thiệt sự á. Hên là mình bây giờ cũng khá là trâu rồi ha. Cũng đỡ lo một phần. Rồi đây là hai căn phòng mà mình thấy dễ có rương nhất nè. Ui không có rồi. Bên đây.
Không có luôn. Xu vậy. Sau khi đánh chiếm tổng bộ hải quân thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cái bản đồ này ha. Có vẻ là cái bản đồ này nó sẽ dẫn mình tới biển luôn. Sẵn dịp mình sẽ đi tìm những cái con tàu mới để chúng ta có thể định cư luôn ha. Một công đôi chuyện. Ủa phải biển không vậy ta? Sao mình thấy này này giống... Nó giống đất liền hơn là biển rồi. Ồ như vậy là cái bản đồ này nó dẫn mình tới một cái chỗ đất liền à. Rồi luôn, làm mừng hụt luôn. Cứ tưởng là được ra biển rồi chứ. Đây mình gần tới cái công trình mà cái bản đồ chỉ rồi nè. Không biết nó... Rồi chắc nó nằm ở dưới lòng đất nữa rồi đó. Chính xác rồi. Lại phải đào xuống dưới đất nữa rồi. Ôi hên quá, lần này không có rớt ngay cái hang rồng nữa. Ủa nhưng mà mình cũng đâu thấy cái công trình gì đâu ta. What? What the heck? Oh, cái con rùa ở dưới hang này mình có thể lấy được cái quặng ở trên lưng của nó nè. Oh, hay vậy. Nhưng mà tạm thời gác qua cái chuyện đó, giờ mình tìm cái công trình coi. Ủa là sao? Bản đồ này bịp vậy? Hay là mình phải đào sâu thêm một xíu ta? Thử coi. Ở dưới đây là một cái hang rồi. No. Ui. Ê, mình tìm được một cái quặng xịn nhất ở trong đây rồi. Cái quặng này có tên là Fluorite á. Đây rồi. Mình đã tìm được nó. 6 viên. Ừ, cái này mới mốt mình dùng để làm giáp á. Hay nha. Ở đây nữa nè. Rồi. Dạo to rồi. Nữa. Rồi giờ mình bỏ cái bản đồ cũng được đi, không thèm. Giờ mình lấy cái quặng này còn ok la hơn á. Đây là tầng thứ bao nhiêu vậy? Tầng thứ 15. Rồi mình biết được cái tầng thích hợp để chúng ta tìm cái quặng VIP này rồi nha. Ở trên này vẫn còn nữa nè. Quá là nhiều luôn á. 28 rồi. Mới đi trong ngày thôi mà chúng ta đã bị bịp một lần rồi ha. Khá là xô luôn. Thôi thì hy vọng lấy cái khối ruby này chúng ta sẽ may mắn hơn. Với cả là cái ruby này mình sẽ mang về và chế tạo thành cái khối ruby shop ha. Để xem coi cái cửa hàng này nó bán cho mình cái gì. Nhưng mà hiện tại vẫn còn thiếu nè. Mình còn thiếu cỡ 2 viên nữa. Mình còn thiếu cả 2 viên ruby nữa ha. Ồ, gần đây có hai cái người trao đổi luôn. Ồ, người này bán cho mình thanh kiếm Nidai Kitetsu nè. Đây là một trong những cây bảo kiếm trong thế giới vua hải tặc đó. Oh my god. Giá 5.000 hả ta, 5.300. Mua luôn. Một thanh bảo kiếm này. Bình thường thì nó sẽ như vậy đúng không? Nhưng mà khi mình cầm trên tay nó sẽ rút cái vỏ kiếm ra, lộ cái thanh kiếm bên trong á. Wow. Bảo kiếm có khác. Sát thương là 12.5 luôn. Quá tốt. Còn thanh niên này bán gì? Ê, thanh niên này cũng bán một thanh bảo kiếm nữa. Wado Ichimoji. Cây này thì mắc hơn cây trước luôn. 5.000 một cây. Ôi sao nay nhiều người bán bảo kiếm vậy. Thôi mua luôn, kiếm VIP mà. Ngại gì. Cây này cũng có sát thương tương tự cái cây Nidai ha. Hai cây thì để coi cây nào đẹp hơn ta. Ờ hình như nó chỉ khác cái phần cán kiếm thôi à. Cái phần tay cầm á. Hai cây mình thấy cây nào cũng đẹp hết á. Được á. Một cây màu trắng, một cây màu hơi tím tím á. Quá là ok, hôm nay test kiếm mới. Đâu thanh niên nè. À, giỡn mà. Dám quýnh cái người bán kiếm cho tôi hả? Dám quýnh hả? Ôi, ẩu ơi. Trời ơi, mình vậy mà mình vẫn không bảo vệ được. Trời đất ơi. Hắn không quýnh mình mà hắn quýnh cái người bán kiếm cho mình à. Khổ thiệt. Ôi, cái tiền truy nã mình đã tăng đáng kể rồi. Bây giờ đã 68.000 tiền truy nã rồi. Wow. Ồ gì nữa đây? Ai quánh vậy?
Ui, ai quýnh người bán kiếm cho mình vậy? Nguy hiểm nha, thanh niên nào đánh đúng không? Mờ riêng đây nè, bán đồ cho hải quân nè, quýnh luôn. Ai biểu các người quýnh cái người bán đồ cho tôi làm chi? Rồi, chắc khu vực này ổn rồi đó. Người này tranh thủ chuồn đi nha. Hình như bọn chúng biết người bán vũ khí cho mình á, cái là quay qua thủ tiêu cái người đó liền. Ơ, ở kia rồi. Đằng kia có thêm một cái chỗ khói ruby nữa kìa. Hợp lý nha. Mình sẽ tới đó để mình lấy khói ruby cái đã. Mình đang rất là cần nó luôn á. Đây. Lẹ. Ôi, con rồng nó đốt cháy khối ruby mình rồi. Con rồng khủng khiếp. Người dám à? Lấy đi khối ruby của ta hả? Người phải trả giá vì hành động láo tét của ngươi. Này, dám lấy khối ruby của mình. Trời đất ơi, gì mà nhỏ dữ vậy? Hơi bị nhỏ nha. Sau một ngày không được may mắn thì tốt nhất là chúng ta nên về và đánh một giấc ha. Với cả là cho trời nó tạnh mưa luôn đi, chứ lúc mưa mà mình đi khám phá nó cũng không có hợp lý cho lắm. Và chuyến này về thì mình sẽ mang theo những trái quỷ mà mình chưa có kịp test nè. Đó chính là trái Beta Nomi. Rồi Kame Nomi nè. Đây là hai trái rồi đúng không? Coi còn trái nào nữa không nha. Trái này đi. Aqua Nomi ha. Rồi, ba trái, bữa nay mình sẽ mang theo ba trái để mình có thể test từ từ luôn. Sẵn tiện thì chúng ta sẽ đi tìm những cái vùng biển mới. Hôm nay đi thì có vẻ là mình không tìm được cái vùng biển mới nữa. À, mà quên nữa. Mình treo cái poster tri nã của mình lên nữa chứ. Quên. Mức tiền tri nã cũ mình sẽ bỏ đi. Để mức tiền tri nã mới của mình ở nhà ha. Chúng ta đang tiến gần hơn cái cột mốc 100.000 Belly tiền tri nã rồi. Còn về phần nhiệm vụ từ sư phụ thì mình đang làm được 66,7% rồi. Giờ thì còn nhiệm vụ là tấn công 20 kẻ địch với kỹ năng... À, với nhát chém à. Kiểu nhát chém lan ấy. Vậy thì dễ rồi, được. Giờ thì đi làm luôn. Mình có tới 2 cây kiếm mới trong một ngày nên chắc mình sẽ thay phiên nhau mình xài ha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái cây Nidai này một thời gian đi. À, và bây giờ mình đã tới vùng biển bán rồi. Ủa, cái vùng biển này mình chưa từng khám phá luôn. Hợp lý, biết đâu bất ngờ. Và ở đây nó còn có một cái con thuyền đắm nữa nè. Kiểu nó mắc cạn luôn à. Để mình kiểm tra thử coi dưới này nó có rương không. Có rương không vậy? Ở đây, hình như đây có rương nè. Ngay trong này. Chính xác. Có bản đồ luôn nha. Thời mình tới. Ơi, đang coi bản đồ mà. Thì ra ngươi chọn cái chết. Đừng có giỡn với cái cây ha. Bảo kiếm mới của mình nha. Hơi bị mạnh đó. Rồi, và xem nào. Bản đồ này thì cũng khá gần mình á. Nó nằm dọc bờ biển luôn à. Được quá ta. Để mình bật G2 lên. Mình di chuyển qua đó cho nhanh ha. Rồi. Ủa, đây lại có thêm một cái bản đồ nữa nè. Ủa, cái thuyền bể nữa nè. Xem thử coi. Có cái rương ở đây không? Ủa, không có rương à? À, đây, cái rương nè. À, mà cái rương này không có bản đồ. Ok. Giờ thì tiếp tục qua bên cái chỗ kho báu nào. Đâu, đằng kia. Đâu, tầm đấy. Mình đón vậy. Ủa, tới luôn rồi. Nó ngay dưới chân mình nè. Mình phải canh cho chuẩn mới được. Đây, từ đây mình sẽ đào thẳng xuống nha. Xem coi có phải hay không. Chính xác luôn. Để xem có rương trái quỷ hay không. Không có rương trái quỷ rồi. Không sao, mình vẫn còn nhiều cơ hội mà. Giờ thì chắc ra biển được rồi đó. Dùng biển băng. Hiểu rằng nó có nhiều thuyền hơn những cái vùng biển khác hay không? Cùng mình tìm hiểu thử nhé. Một con tàu hải quân đầu tiên. Được nha, đột nhập vô thôi. Oh no, mình phá quỷ hộp rồi. Để mình tắt cái ghia cái đã.
bật ghê lên chạy nhanh quá. Điều khiển không kịp. Ouch. Mấy tên này láo tét. Nhọn với kiếm pháp mình hả? Rồi. Ui thôi xong rồi, mình bị mê hoặc rồi. Trời đất ơi, đang đánh tàu mà. Đang đánh tàu mà. Nạn tiên cá kỳ cục hả? Người ta đang đánh tàu thì mê hoặc làm gì? Thiệt tình. Rồi trở lại công việc chính nè. Đờn cho mấy thanh niên này nghe thôi. Rồi còn thanh niên này lì à? Này thì lì. Rồi còn thanh niên nào nữa không? Thường là kỹ năng đó sẽ... Ui vẫn còn. À mấy thanh niên này cứng nha. Mấy thanh niên này cứng nha. Ui. Còn tên này thì đội trưởng hải quân hả? Vậy mà vẫn còn nhiều tên trên tàu thế nha. Ủa mình nhớ lúc trước cái kỹ năng chơi nhạc cụ này của mình á, là một hit một là có thể quét sạch một cái con tàu mà ta. Ui cái rương này cũng không có rương trái quỷ rồi. Ồ sao xu vậy? Nay có điểm hay sao rồi? Kỹ năng thì không quét sạch nổi một lần, lút rương thì cũng không có rương trái quỷ luôn. Ê đằng kia còn có con tàu nữa cơ. Hình như là con tàu ma thì phải. Để mình qua đó thử. Bật ghi 2 lên, chạy cho nó nhanh ha. Rồi chính xác, đây là một con tàu ma. Bay vô luôn, quét sạch bọn chúng, cho bọn chúng nghe nhạc. Xong chưa? Rồi đó, có vẻ xong rồi đó. Coi trong rương có gì nào. Ôi chả có cái rương trái quỷ nào luôn. Khá là nô hớp nha. À ở trên này vẫn còn một cái rương nữa nè. Chính xác. Trời nó cho bác súp à. Thế thì chịu rồi. Ôi cái dùng băng này thấy vậy thôi, nhưng mà cũng khá là nhiều thuyền ha. Chắc mình phải chịu khó đi tìm mới được. Ôi còn có xác của rồng nữa cơ. Đây con tàu tiếp theo, Ui nó đang lót map. Để mình đục một cái lỗ vô ha. Để coi có nổi hay không. Ui đục một lỗ không nổi. Kiếm pháp bây giờ của mình còn hơi yếu ha. Ồ nhưng mà nó thấy cái rương. Cũng ok phết. Rồi tận dụng cái lỗ này chúng ta sẽ bay vô ha. Rồi quét sạch cái con tàu này thôi. Kiếm pháp của mình. Dùng kiếm pháp của mình. Giỡn mà. Quét sạch bọn chúng luôn. Rồi còn thanh niên nào nữa không? Có phải là ổn rồi đó. À đây rồi. Thêm một cái rương gỗ. Hôm nay là kiểu có rương là mừng à, không có đòi hỏi nhiều đâu. Ơ mà nãy giờ quên mất, mình không có làm cái nhiệm vụ ta. Nhiệm vụ là mình cần phải tấn công 20 cái nhát chém lan á. Ủa cái tàu này bị mình quét sạch rồi. Không còn thanh niên nào trên này hết. Thôi toan rồi, phải đi tìm một con tàu khác để làm nhiệm vụ thôi. À mà sẵn tiện thì chắc mình sẽ ăn một trong ba trái quỷ này trước đi nhờ, để chúng ta còn test sức mạnh nữa. Mình sẽ ăn trái beta trước đi. Mình sẽ cất hai trái này vô. Ăn trái beta trước á, để xem coi cái trái beta này sẽ cho mình cái năng lực gì. Mình nhìn cái trái này giống như cái cục slime vậy á. Ồ chính xác rồi, cái kỹ năng này nhìn như slime vậy á. Rồi luôn, trái quỷ slime chăng. Mình sẽ kích hoạt từng kỹ năng trước. Ồ kỹ năng đầu tiên của mình giống như là mình sẽ tạo ra một cái lớp lớp giáp thì phải. Mình thấy hiệu ứng nó bất động mình luôn mà, nó không cho mình di chuyển luôn. Để mình test thử coi con lăng quăng đánh mình có mất máu không nhá. Ồ chính xác rồi, kỹ năng thứ hai kích hoạt lên là mình sẽ không bị nhận sát thương á. Còn kỹ năng tiếp theo là bắn ra những cái cục slam. Wow. Kỹ năng thứ ba. Ôi kỹ năng thứ ba của mình là mình sẽ biến thành người slime rồi. Và con rồng nữa. Con lăng quăng biển này nó không thể tấn công chúng mình luôn. Kiểu nó như bị, nó bị dẻo quá, con này quýnh không được á. Ủa phải không vậy? Ủa sao nó mới quýnh mình vậy? Ồ mấy con này không có trực quan cho lắm. Để mình vô đây mình cho mấy thanh niên hải quân nè. Hải quân đánh thử coi. Ui da, có nha. Ui. Chó sói xương thì vẫn cắn được nha.
Kỹ năng này nó ghi là bảo vệ mình bằng cái lớp kiểu như giống như chất nhầy á, miễn nhiễm với hầu hết tất cả các đòn đánh, nhưng mà lại bị tổn thương rất nhiều với lửa. À, kiểu như mình rất yếu với lửa ha. Còn một kỹ năng nữa nè, mình coi coi kỹ năng này gì. Beta chain. À, là mình sẽ tấn công về phía trước hả? Ủa, kỹ năng này có thể dùng để di chuyển nè. Mình sẽ định hướng và mình sẽ bay lại tới chỗ đó ha. Đây. Wow, nó khá là giống cái kỹ năng bazooka từ trác quỷ Gomu á. Đâu, mình bật lại coi. Ủa, nó đánh dẫn chúng mà. À, là thỉnh thoảng nó mới né được thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng né được nha. Ôi vô, thanh niên này láo thiệt. Láo hả? Này thì láo. Ui, nhưng mà trái quỷ này có vẻ không được mạnh cho lắm. Thật sự là như vậy. Cậy thế, chưa kịp quýnh. Này thì dám láo tét. Mình chưa kịp đánh hắn nữa mà hắn cứ cầm cái chùy hắn đập mình thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã biết được năng lực của cái trái Beta Nomi này rồi ha. Khá là giống cục slam luôn á. Tiếp theo thì mình sẽ test tới cái trái Aqua đi. Thêm một trái hệ Paramecia nữa, để xem coi cái trái Aqua này có khá hơn cái trái Beta hồi nãy hay không á. Cái trái này mình liên tưởng tới xà phòng nha. Mình thấy bong bóng các thứ nè. Không biết có phải không đây. Thử nào. Ui, con lăng quăng này nhỉ, đành đạch hả. Ô thiệt. Ô, mình dùng kỹ năng này, cái con Enderman cái bên nó dính xà phòng nè. Giống như mấy cái bọt bong bóng gì nè. Mà sau khi dùng chúng kỹ năng đó thì nó vẫn bị dính một cái lớp bong bóng nha. Không biết lớp bong bóng này có công dụng gì ha. Mình phải đọc thông tin mới được. À, cái bong bóng này sẽ làm cái địch bị yếu nè, và cũng như là bị bất động luôn. Kỹ năng thứ hai thì cũng sẽ làm cho cái địch yếu và bất động. Ui, hai kỹ năng làm bất động cái địch rồi. Kỹ năng thứ ba là kiểu như tạo ra lớp bong bóng bảo vệ mình. Ui, không giống như cục xà phòng luôn á. Mình biến thành cục xà phòng hay sao rồi. Ồ, thanh niên này định làm gì? Định làm gì hả? Định làm gì? Dính xà phòng nha cưng. Ủa, dính bong bóng nha cưng. Cái này là chói tới chói hoài được luôn á. Hồi chiêu đó khá là nhanh luôn. Ui, mình chói lại cho tên đội trưởng ái quân này ăn nè. Dám cả ếch mạng của mình hả? Dám cả ếch mạng. Ui, hắn né được. What? Né được. Giờ thì ta thách người né hộ cái chiêu này. Né hộ dùm cái. Ui, né được luôn á. Ồ, thanh niên này né hay đấy. Né hay đấy, nhưng mà cũng phải đi đài thôi. Ồ, cái trái này chuyên về khống chế cái địch nha. Được á. Mình mà chói được là mình chói hoài luôn á. Ê, bây giờ đang bất động nè. Gần hết bất động cái mình lại bất động thêm một lần nữa. Quá bá đạo luôn. Còn về cái khả năng phòng ngự thì mình coi. Gần như là bất khả xâm phạm, nhưng mà cái thời gian của nó không được lâu cho lắm á. Chỉ có vài giây thôi. Trước khi bước vô cái con tàu tiếp theo thì để mình ăn thêm một trái quỷ nữa. Mình còn cái trái có tên là Kame Nomi ha. Trái Zoan nhưng mà chỉ có đúng hai kỹ năng thôi. Thử nhá. Xem nào, hai kỹ năng của nó. Trời ơi, chuẩn luôn. Mình đón hôm bữa mình đón cái trái này là trái biến thành rùa thì thực sự nó biến thành rùa luôn nè. Ui. Rùa cầm kiếm. Oh man. Rồi chạy như vậy thì biết chừng nào tới nơi. What the heck. Nhưng mà rùa này cầm kiếm xịn nha, chứ không phải kiếm dởm nha. Một cây bảo kiếm luôn đó. Rồi, kỹ năng tiếp theo của mình là gì? À, kỹ năng tiếp theo của mình là mình sẽ có một cái mai rùa phía sau nè. Cái địch bắn là mình sẽ quay lưng lại à, đúng không? Đâu, mình thử mình quay lưng về hướng cái địch á. Có vẻ là quay lưng lại thì mình sẽ giảm khá sát thương á. Ở cái dạng mà biến thành rùa á thì mình còn có thể rút tay rút chân vô trong cái mai rùa nè. Kiểu như là đố anh đánh được em.
đố anh đánh được em kiểu kiểu vậy á. Wow, hay phết nha. Thử ơi, thử ơi. Mình sẽ đi vô cái tàu này. Tàu này đánh chưa? À, tàu này mình chưa khám phá đúng không? Có tin niên nào ở đây không? Hello. Hello. Đố anh đánh được em. Trời, tưởng thế nào, đánh đi. Ôi, trong lúc này thì mình còn có thể lợi dụng cái món đồ mà mình trang bị để mình hồi phục máu lên nữa. Ôi, ví dụ mình đánh xong cái mình rút vô cái vỏ được nè. Ôi, mình tăng máu quá trời kìa. Ôi. Ôi, cái trái này bá đạo cực. Chưa, để mình lại mình. Mình đánh xong mình chui vô cái vỏ rùa mình đúng không? Mình còn được tăng lượng máu tối đa lên cơ. Dữ thiệt. Ui, cái trái đơn giản như vậy nhưng mà cái năng lực của nó thì hơi bị ghê nha. Ui, cháy thuyền rồi. Cái thanh niên này làm cái gì mà để cháy thuyền vậy? Ê, mình không có đốt nha. Lại kẻo mang tiếng nữa. Ui, một cái rương gỗ. Rồi luôn rồi, bữa nay là ngày hội gương gỗ rồi. Sớm giờ mở toàn gương gỗ thôi. Đội kiếm, hy vọng đội kiếm mình sẽ may mắn hơn. Cái kiếm này màu giống như màu bạc nè. Hy vọng này sẽ cho gương sắt nha. À, con xương này, người bắn đau chứ gì, ta sẽ chui vô cái vỏ rùa. Đó, người bắn đi. Có ngon thì bắn đi. Trời, coi nó bắn rồi, ghê chưa. Nó định nhắm mình, nó bắn á. Giờ ta tách người bắn ra bể cái mai rùa ta đó, bắn đi. Bá đạo cực kỳ. Ui, nó xúc mình. Người có thể đánh ta nhưng mà người không được xúc ta như vậy biết không. Tên khốn kiếp. Con xương khốn kiếp. Ăn kiếm pháp của ta đi. Con xương khốn kiếp. Người có thể bắn ta nhưng mà không được xúc ta như trái banh nha. Rùa là để yêu thương chứ không để xúc như vậy đâu. Lao tét. Nó tưởng mình biến thành trái banh hay sao mà nó xúc mình vậy đó. Rồi, chúng ta tranh thủ nhặt mấy cái bộ phận của nó để về làm giáp luôn ha. Ôi, nhưng mà mình có cách này để giúp rùa tăng tốc độ. Đó chính là khi mà mình biến thành dạng này đúng không? Mình sẽ liên tục sử dụng cái gear 2 của trái Gomu ha. Thì mình sẽ biến thành rùa siêu tốc độ. Ôi dạ, nó siêu tốc độ được rồi. Lại. Ồ. Đúng là trong cái khó ló ra cái hay á. Được. Ủa, cái thuyền này mình đánh chiếm rồi hả? Ừ, mình vẫn chưa học được cái haki vũ trang ta. Mình rất là tích cực đi chiến đấu để luyện haki luôn, nhưng mà nó vẫn chưa cho mình mở ra cái haki vũ trang full body nè. Ủa trời, cái gì á? Cái gì phát nổ ghê ấy? Kiếm pháp mới của mình. Ồ, thiệt á. Wow. Cái gì ấy? What the heck? Giảm lão tét hả? À, mình biết rồi, tên đội trưởng này. Tên đội trưởng chính là cái nguyên nhân vụ nổ vô rồi. Ghê thiệt chứ. Ngày càng thì những tên đội trưởng có sức mạnh khá là ghê gớm ha. Mình phải nhanh chóng đánh chiếm con tàu này thôi. Ui, đâu trong này có cái tảng băng to vậy? Đâu ra cái tảng băng to vậy? Rương vàng. Sao mà đỡ được? Cái rương vàng đầu tiên trong ngày. Đổi kiếm cái là đổi nhân phẩm liền. Được á, chắc mình phải dùng cây kiếm này thôi, cây kiếm may mắn. Ồ, cái kỹ năng này là bên hắc cước à. Mình test thử coi. Kỹ năng mới này á. Ồ, mình đá về phía trước. What? Kỹ năng này hoàn toàn mới luôn mà bây giờ mình mới phát hiện nè. Bây giờ mình đã đổi sang dùng kiếm mà mình mới học được. Trời, mình tung một cú đá cực mạnh về phía trước. Cú đá này mình nghĩ là lượng sát thương nó sẽ rất là khủng đấy. Oh, còn ga lửa nữa. Nhưng mà điều kiện kích hoạt được kỹ năng này là mình phải kích hoạt cái chân đen lên nha. Mình sẽ tung cho nó một cước ha. Một cước nè. Ui, hột lắc rồi. Hột thì đá lại. Một cước nè. Đúng rồi. Nó mạnh cực kỳ. Con lăng quăng là chỉ cần ăn một cước thôi là đi hả? Ok. Đây rồi, cơ hội để chúng ta làm nhiệm vụ đi rồi. Chậm lên đi mấy cưng. Rồi. Xong nhiệm vụ rồi. Giờ thì thôi tha cho các ngươi á. Các ngươi có công giúp ta làm xong nhiệm vụ thì ta tha á. Ôi, nhưng mà cái tàu này mình khám phá chưa? Hmm.
Tao thì... Ô, tàu này mình chưa lướt mà, sao mà tha được, không tha, không tha. Đổi ý định rồi. Chạy đi đâu? Ồ, tìm một cái rương gỗ. Trời. Chút xíu nữa là bỏ một cái rương rồi. Hên thiệt chứ. Rồi, và thứ mình muốn cũng đã có rồi ha. Nhiệm vụ cũng xong rồi, giờ thì chắc về nhà để trả nhiệm vụ luôn á. Bữa nay là ngày của mình rồi. Gì đâu mà quá trời rương trái quỷ. Với cả là xong được thêm một cái nhiệm vụ nữa. Nhận luôn. À đây, kỹ năng đó đây. Không biết là kỹ năng này sẽ có sức. Ôi, kỹ năng này là mình sẽ chém xoay. Nó tương tự với chiêu đá ngựa của mình lúc trước chứ. Cũng là tấn công theo hình vòng tròn á. Hay là bây giờ mình thử kết hợp hai cái này lại với nhau. Chắc sẽ rất là đẹp và mãn nhãn đó. Mình sẽ đá ngựa xong á, xoay thêm cái nữa. Combo hai chiêu xoay luôn. Được, đây là combo mới của mình trong thời gian sắp tới ha. Hợp lý nha. Còn bây giờ là tới chuyên mục mở rương trái quỷ nè. Bữa nay thì hơi nhiều một xíu, mình có tới tận 5 cái rương, mà trong đó là 4 cái rương gỗ thôi. Được có một cái rương vàng thôi. Hy vọng là cái rương vàng này sẽ cho mình một trái nó thật là ok la nha. Đến với cái gương đầu tiên để xem coi nó sẽ cho mình trái quỷ gì. Nó cho mình trái Itonomi. Một trái có rất là nhiều kỹ năng luôn. Mà hệ Paramecia hả? Được, để đây trước nha. Vậy là được một trái mới rồi. Có lý nha, mở màn mà trái mới là mình thấy khoái khoái rồi đó. Hy vọng sự may mắn sẽ tiếp tục phát huy đối với mình. Đối với cái rương thứ hai. Đây là một trái mới nữa. Cái trái này có tên là Kukunomi. Lại là hệ Paramecia tiếp. Trời, đừng nói là nay là kiểu như live show hệ Paramecia nha. Cho mình thêm mấy trái hệ Logia hoặc là hệ Zoan nào. Cho đa dạng một xíu. Tới với cái rương thứ 3. Ủa, cái trái gì mà bé thế? Cái trái này có tên là Mini Nomi luôn. Trời ơi, nó đúng như cái tên. Nó siêu mini. Bình thường là bèo gì nó cũng được bé lớn đây đúng không? Cái trái này có chút ẻn à. Trời đất. Rồi có cái trái nào mà kiểu siêu to Nomi không? Biết đâu bất ngờ. Thử nào. Nó cho mình trái Baku Nomi. Trái này mình có chưa? À, trái này mình chưa luôn. Ôi thiệt rồi, bữa nay là live show hệ Paramecia. 4 trái mà đã 4 trái Paramecia hết rồi. Và đây là cái rương cuối cùng nè. Mình mong là nó sẽ ra hệ Zoan nha. Phải Zoan không? Không, nó là hệ... Nó hệ Paramecia luôn rồi. Chịu rồi. Mở vậy chịu rồi. Thành dựa trái quỷ hệ Paramecia luôn. Nhưng mà không sao, hầu hết đều là trái mới ha. Mình cũng thấy khá là vui rồi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm mở khóa được cái loại Haki vũ trang bọc vô cánh tay thôi cũng được. Giờ mình không có tham lam tới mức mà lấy nguyên cơ thể đâu. Giờ bọc cánh tay trước thôi cũng được nữa. Chứ bây giờ gặp mấy tên sơn tặc hoặc là tên ái quân á, tên lính thôi mà đã có Haki bọc vô tay rồi, mình thì không có. Nên cũng thấy khá là tự ti luôn. Và hôm nay còn đặc biệt hơn khi mà chúng ta sở hữu thêm được hai thanh bảo kiếm. Rất là xịn sò con bò nha. Trong thời gian sắp tới mình sẽ gán tìm thêm những thanh bảo kiếm còn lại trong thế giới vua hải tặc. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp với nhiều cái rương trái quỷ mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.